kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bé trai sinh năm 2019 tử vong do bị nhà trường để quên trên xe, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định cháu bé ở trên xe một khoảng thời gian dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng, dạ dày không có thức ăn, sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp nên khả năng cháu bị suy hô hấp. Những ngày qua, sự việc cháu TGH sinh năm 2019 trú tại huyện Vũ Thư là học sinh trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình được phát hiện tử vong trong xe ô tô đưa đón do bị bỏ quên khiến dư luận bức xúc. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng thành phố Thái Bình và địa phương này nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ. Liên quan đến việc cháu hát tử vong, lãnh đạo công an thành phố Thái Bình cho biết, qua tiến hành điều tra và khám nghiệm, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn, sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp nên cháu bị suy hô hấp. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 30 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, là giáo viên trường mầm non Hồng Nhung 2 về tội vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn. Cũng theo cơ quan chức năng, Phương Quỳnh Anh đảm nhiệm việc đón nhận trẻ từ nhà tới trường của trường mầm non Hồng Nhung và người này có trình độ đào tạo trung cấp dược. Theo báo cáo, trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 là trường tư thục, thành lập năm 2022 và được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Bình cấp phép hoạt động. Trường mầm non này có 12 lớp với 272 trẻ và nằm trong khu đô thị ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Năm học 2023-2024, lớp học của cháu TGH được nhà trường giao cho hai giáo viên phụ trách, trong đó một cô có trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non, một cô có trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non. Riêng cô Phương Quỳnh Anh là người đảm nhận việc đón trẻ từ nhà tới trường và phương tiện đưa đón trẻ ngày xảy ra sự việc 29 tháng 5 là xe ô tô 29 chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ. Do lái xe chính nghỉ phép một tuần, nên tài xế NVL, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, được cử lái thay hôm xảy ra sự việc. Trước sự việc cháu bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non tư thục Hồng Nhung cơ sở 2, ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành văn bản yêu cầu rà soát, kiểm tra hoạt động của các trường lớp mầm non, hoạt động của nhóm lớp mầm non tư thục, các nhóm trẻ gia đình. Đối với các cơ sở giáo dục sử dụng dịch vụ đưa đón trẻ, công văn yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định. Lái xe phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô, trong đó phải có sự thống nhất giữa nhà trường với đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình học sinh. Khi ký kết hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải, phải xác định rõ yêu cầu trách nhiệm của các bên liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho học sinh. Nhà trường phải phân công giáo viên hoặc nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn về giao thông tham gia đưa đón học sinh bằng xe ô tô, chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, đảm bảo trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định, kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe, khi lên xuống xe ô tô, bán giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm, thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do. Trở về Việt Nam sau chuyến bay dài, chị TTLP, mẹ cháu TGH ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, khóc ngất, gục lên vai người thân, bạn bè sau khi vào nhà tang lễ gặp con trai lần cuối. Con trai chị là cháu TGH bị bỏ quên trong xe ô tô đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung 2 vào ngày 29 tháng 5. Chiều muộn ngày 30 tháng 5, chị TTLP, mẹ cháu TGH đã trở về nhà tang lễ thành phố Thái Bình sau chuyến bay dài từ nước ngoài về Việt Nam để gặp con trai lần cuối. Con trai chị là cháu TGH, học sinh trường mầm non Hồng Nhung 2, địa chỉ xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, bị bỏ quên trong xe ô tô đưa đón của nhà trường dẫn đến suy hô hấp, tử vong. Vừa bước vào nhà tang lễ, người mẹ khóc ngất, gục trên vai người thân, bạn bè, nước mắt không ngừng rơi. Theo chia sẻ của người thân, chị LP thường xuyên công tác xa nhà, ở nước ngoài nhiều tháng rồi thi thoảng về thăm con ít ngày. Mới đây chị mới đi công tác không lâu thì nhận tin dữ về con trai nên khẩn cấp bay về. Nhưng lần này chị không còn được nghe tiếng con trai gọi mẹ nữa. Là người trực tiếp phá cửa ô tô tìm cháu bé, anh Nguyễn Ngọc Thái, sinh năm 1987, ở thành phố Thái Bình, cũng tới nhà tang lễ chia buồn với gia đình cháu bé. Anh chia sẻ, chiều 29 tháng 5, anh tới trường mầm non Hồng Nhung 2 đón con như những phụ huynh khác.
Vì hôm đó là ngày tổng kết năm học nên các phụ huynh đến đón con muộn hơn khoảng 17:30. Lúc này anh thấy có hai cô giáo hớt hải cậy cửa ô tô đưa đón ở gần cổng trường. Anh chạy tới xem có chuyện gì thì được biết các cô đang tìm cháu bé quên trên xe. Người đàn ông trung niên vội vã xuống xe, đạp liên tiếp vào cửa ô tô đưa đón phá cửa nhưng bất thành. Sau đó anh dùng tay vừa ghì vào thành xe, vừa cậy cửa mạnh tạo ra một khoảng trống để cô giáo chui qua. Anh và cô giáo rụng rời chân tay khi thấy bé TGH tím tái, tay có vết rớm máu. Anh Đức Anh, 20 tuổi, cậu ruột cháu TGH cùng gia đình túc trực ở nhà tang lễ cả ngày, lo hậu sự cho cháu trai. Anh rơm rớm khi nhắc lại khoảnh khắc đến trường đón cháu. Theo anh, hơn 17 giờ ngày 29 tháng 5, anh tới đón cháu tại trường mầm non Hồng Nhung 2 nhưng tìm không thấy. Anh lên tầng tìm khắp các lớp cũng không thấy bé đâu nên hỏi giáo viên thì nhận được thông tin từ cô giáo báo cháu nay không đi học. Anh liền gọi điện về cho mẹ, ba khẳng định cháu đã đi học và gửi cô giáo rồi. Sau đó anh và các cô giáo khẩn cấp đi tìm cháu. Đang loay hoay thì ngoài cổng trường có tiếng, cháu GH sao rồi này. Người cậu ruột hốt hải chạy ra thì thấy cháu bé được một người đàn ông bế trước cổng, người cháu tím tái. Vội vã hô hấp cho cháu ruột nhưng bé đã không còn thở nữa. Sau đó mọi người cùng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ báo cháu đã tử vong. Trong nhà tang lễ, bà Đinh Thị Hằng, sinh năm 1963, quê Nam Định, bà ngoại cháu TGH ôm mặt khóc nức nở. Bà chia sẻ, vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, bà có dẫn cháu ngoại ra cổng lên xe đưa đón của nhà trường và thấy cháu ngồi vào hàng ghế thứ hai sau ghế lái rồi mới trở lại nhà. Theo bà ngoại của cháu, hàng ngày xe của nhà trường sẽ đưa và đón học sinh trả về nhà cho phụ huynh, nhưng vì hôm 29 tháng 5 là lễ tổng kết năm học nên phụ huynh phải đến trường đón con. Khoảng 17 giờ, con trai bà, cậu cháu TGH đến trường đón nhưng tìm không thấy nên đã hỏi các cô giáo ở lớp thì được báo hôm nay cháu không đi học. Theo bà ngoại cháu chia sẻ, bé TGH vào học trường mầm non Hồng Nhung 2 được hơn 2 năm, kinh phí 3 triệu đồng một tháng, bao gồm đưa và đón. Mẹ cháu chọn dịch vụ này để cả nhà đỡ vất vả trong việc đưa đón cháu. Bà ngoại bé TGH cho biết thêm, từ trước tới nay, người đưa đón học sinh của nhà trường rất ít khi thực hiện việc ký bàn giao học sinh. Việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có. Ngày 29 tháng 5, bà cũng không nhận được bất cứ thông tin gì về việc cháu không vào lớp. Được biết, trường mầm non Hồng Nhung được thành lập vào năm 2022 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình và được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Bình cấp phép hoạt động với quy mô 12 lớp, 272 trẻ. Cô giáo phụ trách lớp của cháu TGH là Đoàn TN, sinh năm 1998, có trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non, và cô Nguyễn TP, sinh năm 1966, có trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!